xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Phước Sửu có một cái cuộc cà phê trao đổi về cái gọi là tìm một chỗ ở hiện tại của mình ở quận 7 làm sao cho nó phù hợp. Thì rất là vui rồi hôm nay là có chị Huỳnh Hoa nè, Thanh Huy để xin anh chị ở đây một ít kinh nghiệm làm sao mà mình chọn được một cái nơi ở phù hợp, nhất là cái tình hình đợt vừa rồi là dịch Covid thì nó gây ra rất là nhiều cái khó khăn, nhất là với vấn đề sức khỏe và đảm bảo an toàn cho những cái đứa con của gia đình của mình đó. Thì Phước Sửu cũng đang băn khoăn suy nghĩ mãi, thì khi trước giờ là Phước Sửu cũng dạng như ở thấp tầng, dạng như ở dưới đất á, nhưng mà tất nhiên rồi về cái vấn đề điều kiện về tài chính thì không mua được những căn nhà lớn và còn những cái nơi gọi là sang trọng. Thì Phước Sửu cũng đang suy nghĩ đến tìm đến một cái nơi gọi là chung cư để có một cái nơi ở và thuận tiện về cái vấn đề đi học cho những đứa con của mình. Thì hôm nay thì chị Huỳnh Hoa thì cũng một lục là những người bạn của Phước Sửu và đang ở tại quận 7, và chị đang ở khi trước giờ cũng có di chuyển nhiều căn hộ. Thì chị Huỳnh Hoa có thể chia sẻ cho em được cái thông tin là nên chọn căn hộ nào là cái nơi ở gọi là happy hay gì không? Xin chào các khán giả. Thì trước đây thì mình cũng ở qua rất là nhiều căn hộ tại khu Nam, ví dụ như ở căn hộ Cảnh Viên 3 của Phú Mỹ Hưng, rồi cách đây 6 tháng thì mình cũng đã từng ở qua căn hộ Sunshine City Sài Gòn nằm ở đường Phú Thuận quận 7. Lý do làm sao mà mình chọn ở căn hộ Sunshine, vì căn hộ Sunshine nó là dòng căn hộ rất là mới và nó smart home. Mình thích cập nhật những cái dòng căn hộ mà có sử dụng công nghệ. Thì ở Sunshine thì nó có một điều là do cái công nghệ của nó quá mới và cái hệ thống báo cháy của nó rất là cảm ứng, nên là khi có một cái luồng gió qua là cái hệ thống báo cháy nó rất là liên tục. Thì cái một điều nó cũng hơi gây tiếng ồn. Có gây phiền cỏ cho chị nhiều lắm hay không? Thì nếu như mà bình thường thì mình ở căn hộ thì mình chiều mình tối mình về mình ở thì không sao, nhưng mà do mình ở cái căn hộ xinh xa trong mùa dịch á, thì mình ở suốt ngày ở đó thì cái cũng hơi hơi lo, là lúc nào cũng có lâu lâu có hệ thống báo cháy thường xuyên đó. Thì nó chỉ có một cái vấn đề như vậy thôi. Và khi mà mình ở thì cũng có nghe vài nhà đầu tư ở đó thì nói về tình trạng pháp lý. Thì ở đây có Thanh Huy là sale bán dự án Sunshine thì có thể giải thích về cái pháp lý dự án của Sunshine City Sài Gòn. Phước Sửu thì cũng rất là muốn mua và lựa chọn căn hộ Sunshine á Huy. Thì Huy có thể chia sẻ cho Sửu được thêm cái thông tin thời điểm này có nên mua Sunshine không, và Sunshine nó có những cái lợi thế như thế nào cho nhà đầu tư được không? Xin chào quý khán giả đang xem kênh. Thì để tiếp nối cái câu chuyện mà của chị Hoa đang thắc mắc về cái dự án Sunshine Kai City ấy, thì cũng như là trong khoảng thời gian vừa qua, do dự án này là dự án được chuyển giao từ một chủ đầu tư trước đó chuyển về cho chủ đầu tư Sunshine Group, cho nên là cái vấn đề về pháp lý một phần là do ảnh hưởng là cái do thủ tục pháp lý, như anh Sửu đã biết rồi, nếu mà trong bất động sản của mình cũng phải cần thời gian để mà update lên, để mà cập nhật cho đầy đủ, cho hợp cho cái pháp lý nó đầy đủ và đúng với cái hướng mà để mà chủ đầu tư đưa ra cái chính sách bán hàng cũng như là cái tiến độ xây dựng để làm sao phù hợp. Thì trong khoảng thời gian vừa rồi thì cũng giống như là hai năm vừa qua thì cái dự án gần như là nó không có xây dựng được nhanh như là kỳ vọng của những nhà đầu tư cho giai đoạn mở bán đầu tiên ở những cái tháp ở trong cái dự án này. Thì có một cái tháp duy nhất, đó là tháp X1, thì đưa vào vận hành. Thì do là tháp này là trên cái nền móng của thiết kế cũ của chủ đầu tư cũ, cho nên là về cái phần mà thiết kế cũng như là phần vận hành, chủ đầu tư có thể là chưa cập nhật được những cái công nghệ mới để mà làm sao nó phù hợp với cho cư dân sinh sống tại đây. Thì trong cái thời gian mà vừa rồi thì cũng là cập nhật về cái tình hình mà cư dân ở tại đây, thì em thấy là tương đối là đầy đủ. Khi mà cư dân về đây ở thì tháp S1 được lắp tương đối là nhiều,
nó, tại vì như là anh Sủ, chị Hoa cũng ở đây cũng biết về cái tình hình khi mà mình sống tại đây thì cái tất hầu như là tiện ích và cũng như là những cái xung quanh á gần như là đã hoàn thiện hết rồi, gần như là có hưởng thừa chọn đầy đủ các tiện ích ở trong khu đô thị Phú Mỹ Hưng vài bước thôi đó. Thì cho Phước Sửu hỏi tí xíu, mình đang có băn khoăn ở cái chỗ là khi mà mình ở như vậy á, nói là xin sai là trung tâm của quận 7 nhưng nó hơi ngược đường như vậy á, thì cái vấn đề đi lại và học hành của tất cả các con em của mình á, nó có phù hợp hay không, và cho con học những trường nào là phù hợp? Cũng có một số khách hàng sống tại đây phàn nàn về cái đường di chuyển mà nếu mà khách mà ở sống tại đây mà làm việc ở quá xa nơi, như là chẳng hạn như nói những quận xa xa tại quận 7 như là Tân Bình hay là ở quận 12 đồ này nọ thì nó khá là ngược đường. Còn về cái đường di chuyển thuận tiện á, thì khi mà khách hàng có thể làm việc ở quận 1 trung tâm và đi về cái dự án của mình cũng tương đối là gần, tại vì hiện nay là hạ tầng giao thông gần như là nó thay đổi so với khoảng thời gian trước rồi. Yeah. Đó, cái đường thì như đường Huỳnh Tấn Phát thì đã nâng cấp lên và rất là cao, nó không còn ngập như trước đây. Trong khoảng thời gian trước đây thì khi mà mưa nhẹ xuống thì chiều lên tí xíu là ngập, còn bây giờ thì gần như là cư dân ở rồi rất thoải mái trong cái chuyện mà di chuyển, thì nó gần như nó không kẹt xe giống như cái khoảng thời gian trước đó. Rồi về giáo dục cho con cái học hành tại đây thì gần như là mình bước một hai bước thôi là mình tới một cái trường mà của Phú Mỹ Hưng đang xây, đó là trường Đinh Thiệt Lý. Nó trong tháng 8, tháng 9 này là gần như là đã đưa vào vận hành và cho những cái học sinh tại khu này có thể là vào học trong những năm đầu tiên tại trường Đinh Thiệt Lý. Song song đó thì có những cái trục đường mà phía bên Phú Mỹ Hưng thì gần như là mình đi vài bước thì thôi, từ quốc tế Đài Loan, Nhật, Canada, rồi một số trường dân lập, tư lập đồ này nọ là cũng gần như là trong Phú Mỹ Hưng đó. Thì ngoài ra cũng trong tương lai thì có một số trong dự án Sky City của mình đó, cũng có nhiều cái trường học ở trong đó, cũng giống như trường của chủ đầu tư hợp tác với Maple Pear, đó là trường Canada, đó là trường cũng khá là nổi tiếng và chất lượng giáo dục khá tốt ở đây. Nó thì cư dân có thể tìm hiểu thêm xung quanh có những trường dân lập cũng khá là tốt, như là dòng ở cái hướng đường Huỳnh Tấn Phát hay là đường Phú Thuận. Cảm ơn Thanh Huy rất nhiều. Sửu đang băn khoăn về cái mức giá đó Huy, bởi vì đang có một cái dòng căn hộ ở hướng Nhà Bè nhưng cũng sát quận 7 thôi, và cái căn hộ Sinh Sai này thì theo Huy phân tích thì cái mức giá thời điểm này của Sinh Sai nó có là hợp lý hay không, và nó có những chính sách thanh toán hay là cái gì mà có thể là hỗ trợ cho cái vấn đề thanh toán cái hiện tại và cái dòng tiền của mình nó đang có giới hạn tí xíu. Em thì thật ra em cũng không phải là một đại sứ của Sinh Sai hay này nọ để em tất cả em tập trung vào khách hàng phải bắt buộc đầu tư vào đây. Bởi vì mình chọn cái căn hộ một nơi để ở thì chắc chắn nó phải phù hợp với cái khoản tài chính của mình nè. Rồi phù hợp với cái thuận tiện cho gia đình con cái mình đi học như thế nào để thuận tiện ở tại vị trí đó. Nhưng mà về giả sử như cái khâu tài chính của mình nó gặp khó khăn thì chưa đủ tài chính để mà mình mua căn hộ, thì tại vì dự án hình thành trong tương lai mà bây giờ mình chủ đầu tư họ cũng thu cái một cái khoản nhất định thôi, khoảng 30%, thì chính sách họ đang sử dụng cái đòn bẩy tài chính vay ngân hàng đó là 70, nó hỗ trợ lãi suất. Thanh toán như thế nào nó có tốt hay không? Ngay cả thời điểm này thì tất cả những dự án nào khi mà anh vào thì mình cũng thanh toán khoảng 20-30% để mình ký hợp đồng mua bán, thì Sunshine cũng vậy, ở Sunshine cũng vậy. Nó thì cái hay, em thấy cái hay của cái dự án này so với mặt bằng chung trên thị trường những cái dự án xung quanh và cùng với chất lượng á, thì hàng này á nó mình có thể mình mua và mình nhận nhà sớm, còn những dự án khác thì những chủ đầu tư khác họ đang xử lý pháp lý thì có thể là 2 năm nữa thì họ chưa bàn giao, nhưng mà với dự án này thì 2 năm nữa khách hàng có thể vào nhận nhà và ở rồi. Đó. Mình đó thì em thấy tùy theo cái nhu cầu và tài chính của mình như thế nào để mình chọn một cái căn hộ ở nó phù hợp, chứ không phải là em nói để mà khách hàng để bắt buộc vào Sunshine ở. Rồi ngân hàng nào hỗ trợ cho vay vậy? Ngân hàng bên này là ngân hàng hồi trước đây là ngân hàng VB Bank hỗ trợ trước cái dự án này là VB Bank hỗ trợ trước khi pháp lý, còn bây giờ khi pháp lý đầy đủ thì tất cả các ngân hàng khi mà ký hợp đồng mua bán thì gần như là hỗ trợ cho mình cho vay ở cái dự án này. Vậy là nhiều ngân hàng hỗ
trợ thì sẽ có một mức lãi suất rất là tốt, phải không? Dạ, để mình so sánh được cái mức lãi suất để mình chọn một cái phương án vay hợp lý với một cái ngân hàng nào. Mà tiếp nối cái câu chuyện về cái dự án Sunshine á, thì mình em đánh giá về cái phần chung về cái khối kiến trúc của cái dự án Sunshine nó khác ở những cái dự án khác trên thị trường hiện nay mà gần như là hiếm. Thì em chỉ có thể so sánh với một cái dự án mà ở ngay trung tâm, đó là dự án Vinhome Asoka. Đó là cái phần kết cấu bên ngoài á, nó phủ kính, nó ốp kính. Thì cái ốp kính ở đây á, nó tốt, nó gọi là nó hiện đại, và nó để làm gì, nó cái khối kiến trúc của cái tòa nhà nó không có cảm thấy mình nhìn từ bên ngoài á, nó không có nặng nề cái điều nhìn từ bên ngoài. Và nhìn khi mà mình sống ở trong cái căn hộ á, cái tốt nhất là cái gì, cái trong mùa dịch á, mình ở mà mình thấy cái khối bức tường bê tông hay là những cái tường và qua những khối cửa sổ này nọ thì nó tương đối nhỏ, còn về cái khối ốp kính thì mình có thể nhìn từ bên trong ra, cái tầm view của mình nó sẽ thoáng hơn, và cái đầu óc mình ở khi mà mình ở trong cái căn hộ của mình sẽ thấy thoải mái hơn, thuận tiện hơn. Đó là một vài chia sẻ mà em cảm nhận được là khi mà sống ở Sunshine á, để khách hàng có thể hình dung được trong tương lai. Đó. Cảm ơn Thanh Huy rất là nhiều. Theo như Phước Sửu, ánh sáng là hào quang, mà mình thấy là chỉ có nơi Sunshine là một nơi gọi là rất là nhiều ánh sáng. Nhất là những buổi chiều chủ nhật hoặc là buổi chiều tối chủ nhật thứ bảy thì chủ đầu tư cho chạy dòng điện ánh sáng trên tòa nhà và phát ra rất là nhiều cái hình ảnh rất là đẹp, không Huy? Cá tôm luôn chứ. Ngay cả bên trong dự án mà ở cái liền kề với cái trung tâm Phú Mỹ Hưng, mà bên Phú Mỹ Hưng mình qua một cây cầu là tới một cái gọi là cái trung tâm hành chính Phú Mỹ Hưng. Đó là những cái tòa nhà cao ốc cực kỳ đẹp của những cái chủ đầu tư, những tập đoàn lớn của nước ngoài cũng như là Việt Nam họ đóng trụ sở tại đây. Thì mình hình dung trong cái khu Nam, mà cái mật độ mình nó có thể đánh giá ở đây là trung tâm của khu Nam. Là vì sao? Có những cái tòa nhà lớn của những tập đoàn lớn và có những cái khu căn hộ cực kỳ cao cấp ở tại khu này. Cảm ơn Thanh Huy và chị Huỳnh Hoa đã chia sẻ những cái thông tin bổ ích. Chắc sắp tới là Sunshine là một cái và là một cái tâm điểm để Phước Sửu lựa chọn, bởi vì thấy có rất là nhiều cái chính sách tốt và gọi là căn hộ cao cấp. Nhưng mà pháp lý theo như Thanh Huy đã nói là đã cửa lối rồi, thì chắc là để tìm hiểu thêm một tí nữa. Nếu mà pháp lý ok thì đây là một sự lựa chọn hàng đầu. Rồi, xin cảm ơn Thanh Huy và chị Huỳnh Hoa rất là nhiều. Có một cái sự chia sẻ rất là hay. Cảm ơn cả nhà đã xem kênh ạ.